Đáng lẽ cậu bé này sẽ được chăm sóc đầy đủ, nhưng hàng ngày phải phơi nắng cùng với bà để mưu sinh. Đây là bé Minh Quân, chỉ mới hơn 1 tuổi, nhưng không ai chăm sóc. Mẹ cậu Quân thì đã mất khi em vừa mới chào đời, và cha đang phải đối mặt với những biến cố khó khăn, không thể nào dành thời gian để chăm sóc con. Nhìn thấy tình cảnh khó khăn của đứa trẻ, bà cố Ngọi, một người phụ nữ đã trên 76 tuổi, đã tự nguyện đứng ra để đảm bảo rằng Quân được chăm sóc và quan tâm. Bà thì không nhà không cửa, đành tá túc tạm một nhà người thân. Mỗi ngày, bà hai thu gom ve chai và đẩy chiếc xe ba gác cùng với việc chăm sóc em bé. Hôm nay, Phong Bụi đã quay trở lại thăm bé Quân và gửi tặng món quà trị giá hơn 18 triệu đồng để hỗ trợ cho bà hai chi trả các chi phí sinh hoạt hàng ngày. Món quà kịp thời này là nguồn động viên lớn lao cho bà hai và bé Minh Quân trong cuộc sống đầy khó khăn như hiện tại. Hôm nay thì mình gặp lại bà hai ở trên cái con đường quen thuộc trước bệnh viện phục hồi chức năng quận 8. Bà hai thì đang đẩy bé Minh Quân vừa đi nhặt ve chai, vừa đi thu mua ve chai, vừa xin thức ăn. Sáng nay thì mình có phát thực phẩm miễn phí ở trước cổng bệnh viện á, thì lại gặp bà lần nữa. Thì hôm nay có duyên gặp bà lần thứ 3 cho nên là mình sẽ gửi qua cho bà. Đây mọi người, đây là bé Minh Quân nè, 16 17 tháng tuổi gì đó. Em thì hàng ngày á rong ruổi trên cái chiếc xe ba gác này. Ở đây thì bà mua ve chai nè, rất là nhiều đồ, bé rất là dễ chịu hả bà hai? Cho chú ẵm nha, hôm giờ chú gặp con mà chú không có điều kiện là chú ẵm. Sợ hả? Sợ. Ở nhà, anh không? Mà sao ở nhà thì con thấy nó nghịch, nhưng mà ở đây thấy nó dễ chịu à? Ở đây ở nhà thì nghịch, nhưng mà sao ở đây nó dễ chịu à? Đẩy đi đường hả? Ở nhà hả? Có muốn uống sữa không? Có thể uống sữa không? Mọi người thấy nè, bà chăm cháu mà da chắc thịt luôn nè. Tay chân rồi ngon lành luôn. Minh Quân ơi. Minh Quân ơi. Bị gì ở ngoài nó tên rồ á, rồi kêu nó rồ. Rồ ha. Rồ. Bà hai thì hiện giờ đang bị cụp xương sống. Cái lưng nó đang ngày nó bị xương sống nó nhức ha. Bởi vì đi nó ổn rồi. Mà đi một mình là không đi được, cũng như đi khúc vậy thôi. Có chiếc xe nó chịu quá. Như vậy sao bà ẵm cháu được? Đâu, bởi vì ẵm đâu được. Ẵm không được hả? Bởi vì kêu hồi nãy mượn con nhỏ bồng lên, nhỏ bồng xuống. Khi mà cháu nó lang thang ngoài đường như thế này á, mình thì không có đủ điều kiện để lo đầy đủ, thì cảm giác bà như thế nào? Trời ơi, thì mình cũng đau lòng, mình thương dữ lắm chứ. Bây giờ biết làm sao giờ. Của mình thì mình giữ chứ, mình trao cho người ta giữ đâu có được. Người lạ giữ nó không có, đâu có thương bằng mình. Bây giờ con ẵm thử nha, ẵm thử nó chịu không nha. Ẵm đi, ẵm đã. Chú ẵm đi, chú ẵm nha. Ẵm đi chơi, đi chơi. Ẵm đi chơi nha, ẵm đi chơi. Sợ. Trời ơi, đứng lại, đứng lại. Biết lạ. Nó nói gì? Nó là thôi cho con ngồi xuống đây cho bà. Bà hai bị đau lưng, cụp xương sống. Giờ con ngồi xuống đây, con ngồi. Rồi ngồi xuống ha con. Xin thông tin lại với mọi người á, mẹ thì sinh bé ra sau đó là mất luôn. Ba thì chán đời buồn đời, sau đó thì sử dụng chất cấm, cho nên là ba thì bị bắt giam rồi. Hình như là đi đâu khoảng 18 tháng hoặc là 2 năm tù gì đó. Và bé thì sau đó thì không ai chăm. Bà đây là bà cố đúng không? Bà cố. Vậy thì bà cố ruột hay là bà cố? Ruột. Bà nội, ông nội thì rất là nghèo khó, không nuôi. Bà ngoại, ông ngoại thì cũng không nuôi được, cho nên là nhường lại cho bà cố. Ha. Minh Quân ơi. Đã ha. Đẩy vào đường vậy à. Như vậy thì đi bán rồi, nhiều lúc mà ve chai nó đầy cả cái xe này, làm sao mà mình để bé được? Đâu có, đi để nhỏ bán chè. Chăm thương nghe em. Đi vừa kiếm tiền mua sữa. Tấm tạng thả mình kiếm xong rồi bỏ rửa thao ha. Mình kiếm xong làm đường tấm tạng nè. Cái mình vết mình lên. Dễ chịu nữa. Đường tấm tạng nè. Cảm ơn. Cô cho bánh nha, lấy bánh cho con ăn nè. Đi ngang cái cô bán khăn cũng cho mấy cái khăn. Cho bánh nè, để ăn nè nha. Bánh nè con, bánh đây, bánh. Hai tay luôn, hai cái luôn. Hai cái.
hai cái hai tay à, đó đó rồi này hai tay hai tay đó. Ừ. Ăn đi con, ăn đi ăn đi. Đó, dễ chịu không, dễ nuôi không mọi người? Thấu khỉnh. Ăn đi con, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn bánh. Ở nhà có đòi ăn gì không? Thèm không. Ăn gì không? Bé không cho gì ăn. Còn những lúc thiếu sữa thì sao bà hả? Đâu có thiếu sữa, thiếu sữa thì mình cũng dán trang trải đi mượn tiền mua đỡ cho nó bú rồi mai cho mình mua. Một ngày á thì bà đi nhặt ve chai và bà đi mua luôn. Là khoảng 100 ngàn. Lời á khoảng 100. Hôm giờ thì bị cụp xương sống cho nên là nghỉ mấy ngày không có điều kiện. Thì hôm nay con ghé. Hôm nay con ghé thăm nè, con gửi cho bà hai cái số tiền này. Bà hai. Đếm giúp con đi, đếm lại giúp con. Thấy sao? Trời mừng quá trời luôn. Đứng ở trong này cho đợi đấy. Này con. Con đếm cho bà nha. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu anh dơm kìa. 7 8 9 10. Đã nhờ được số tiền 10 triệu chưa? Được chưa? 11 12 13 14 15 16 17 18 18.500. 600 700 800 50. 18.850.000. Để giờ bà tính tiền này làm gì? Đi chích rồi đi chụp hình á. Đi chích rồi đi chụp hình sinh sống nữa. Tại vì cái đứa này là hết mấy triệu rồi đó. Cũng mượn tiền người ta. Trước hết thì mình cảm ơn nè. Chị Phương Thảo hỗ trợ cho bà 300, Thùy Dung 100, anh Tú 1 triệu, Thảo 1 triệu gửi tặng cho cháu Minh Quân 200 ngàn, Phương Hồ 500, Hồng Thấm 500, tập thể lớp 2B là mấy bạn học sinh á 200 ngàn, Ngọc Dung 100, Ngọc Bảo 50, Tuyết 50, Lon Lon 1 triệu, CD Đặng 2 triệu gửi bà cụ 100 và Trần Đức Nguyên gửi 500 đô, tổng số tiền là 18.850 gửi cho bà hai. Hôm trước thì mình gặp bà hai là đi mua thiếu tả nè, thiếu sữa nè để lo cho bé. Hên quá kịp lúc mình mang tả qua được xài vài hôm vừa hết, thì bây giờ bà không có tiền đi khám cái xương sống bị cục nè. Mọi người thấy á, nó bị đau như này bà hai, bà xoay cho con mọi người xem nè. Hiện giờ thì bị đau xương sống cục ở nguyên cái phòng bên này, bé cháu không có được, rồi cũng không đi mua ve chai được. Cấp tiền vô để ở ngoài được, cấp vào cấp tự ở đây mấy cô giùm ngó giùm nha. Hư rồi. Hư rồi. Đây được. Ở bị hư rồi, bị hư ở bên kia. Chúc mừng về nhà gửi cho ai đó. Đây là tiền tiền vốn đi mua về chai. Tiền vốn á hả? Vốn cái có nhiều cấp cái này để em đếm thử. Tiền đi mua ve chai á. Được 300. Đó, 340. 340 ngàn. Còn đây là biên lai gì đây? Là cái số dựa ve chai á, đó mình bằng mua bán cái gì cái nó cộng vô đó. Rồi cái mình giữ cái giấy này, cái mơ mốt mình đưa cho nó, cái nó cộng lại, cái nó cho tiền quê hồng mình. Tết nó không có lì xì. Này là 280 hả? 280. Mua ve chai nuôi đứa nhỏ, đứa cháu nè. Chị lấy giùm em chai nước suối cho nó đi. Cái cây ống hút á, cái cây ống hút nè. Cho thêm miếng bánh nữa nè con. Nè bánh nè con, ăn đi. Dễ chịu lắm. Mẹ này mất. Nó dễ. Cha thì bỏ luôn rồi. Mà con thấy bà con đi ngang thấy bé là cứ nó bé dễ thương à. Nhìn bé rất là đáng yêu. Sao bà hai có nhắn nhủ gì mấy cô chú không? Mới gửi cho bà hai được cái khoản tiền 18 triệu mấy á. Thôi tôi cũng cảm ơn mấy chú mấy cô để giúp đỡ cho tôi có số tiền để tôi đi chích với uống thuốc và để mua sữa mua tả cho cháu. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn nhiều nhiều. Hiện giờ thì bà không có nhà. Ở kế vào đứa em ruột. Đứa em thì bán chè ở cách đây khoảng 700 mét.
bà đẩy ra bán mua ve chai xung quanh này thôi. Và hơn nữa như thế này nè mọi người, ở đó thì rất là chật, nhà nhỏ lắm, cho nên là ở ké, nhưng mà ban ngày thì cũng hay đẩy ra ngoài đường ha. Uống gì được không? Uống được không? Chỉ còn 5 phút nữa thì tụi mình sẽ phát cơm cho bà con. Ở xe cơm của mình cũng đang di chuyển qua rồi, cho nên là mình sẽ cho chuyện bà thêm đủ 5 phút nữa. Trời, ăn ngon không? Ăn ngon hả con? Sáng ăn cháo thì cũng phải mua chiều á, mua cháo ăn ngày cho nó đúng cử, cho nó mới có cái sức của nó được bú. Ẩm thử chịu không? Là được dần quen rồi. Ẩm cứ chơi, Ẩm cứ chơi nha. Ơi, Ẩm lên con, Ẩm. À. Không chịu. Không chịu. Không chịu. Lạ, không chịu. Đứng lên. Chắc thôi. Vậy rồi, người ta nhận nuôi sao? Người ta Ẩm nuôi sao? Không, không có chịu. Nhưng mà bây giờ nha, gia đình nằm ở gần đây, họ bị hiếm muộn đi, họ không có con, cái họ muốn là chăm bé phụ bà chịu không? Bà lui tới, ví dụ gần đi thôi. Cái cô mà ở ngay chỗ gần nhà mà bước ra cũng nói là hai vợ chồng không có con mà giàu lắm. Thôi bây giờ bà cho đi cho cháu nó đỡ chạy. Rồi bà muốn thăm thì bà dồn vô bà thăm. Tôi nói thôi không được, nhỏ lớn mình đã nương nó rồi, mình thương nó quá. Tía ơi, về da chai là kiếm cái dù quá. Cắn đây này. Ừ. Làm thêm cái dù nữa, cái dù bạc á. Dù quá, nhỏ quá, rồi á. Uống đi con. Cái dù gắn vô, cái da chai nó có cái dù lắm. Bé dễ thương nha. Tên là Minh Quân, mà tên ở nhà là tên là Gồ. 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 Sao lấy tên là Gồ? Thì con kêu đại hồi đó cha nó kêu là Gồ Gồ rồi nó quen rồi. Thành ra nó kêu Gồ. Ai cũng mê hết à. Rồi hả con? Gồ. Gồ. Đó, à, kêu. Mắt ghen. Con ăn bánh ha. À, đòi á, đòi á. Bé dễ ăn dễ uống quá ha. Ừ. Dạ đó. Có cháo là ăn cháo, có cơm ăn cơm, cho gì ăn đó. Nhưng mà hơi nghịch, ở nhà thì nghịch lắm, phá. Ra đường thì im ru à. Trời đã trời ơi. Nói chứ cũng thương cũng khiến chứ. Nó dễ. Nó mà nghịch nữa thôi. Rồi một lần nữa thì cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã san sẻ cái khó khăn hiện giờ của ba. À, xin lỗi bà Hai. Và đúng cái thời điểm bây giờ là thời điểm mà bà Hai cần tiền nhất. Khi mà cái lưng của bà đang bị cụp, bà nói là có tiền hôm nay là chạy đi khám bệnh liền, để cái lưng có thể là đỡ đau đi. À, bà đã từng nhập viện ở đây rồi đúng không? Không, không có mà ở Cao Lỗ. Cao Lỗ, bệnh viện quận 8. Nhưng mà không có tiền cho nên là đành phải trở về nhà. Đó, thì hôm nay thì có tiền rồi, chắc là lẽ mai mốt gì đi vào bệnh viện để điều trị cái xương cụp xương sống. Bác nặng không được, bế cháu cũng không nổi. Giờ mà Ẩm Minh Quân làm không được luôn. Không nổi, nó đạp tôi cái tôi to té luôn. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Nhiều con. Tôi mẹ hả? À, tôi mẹ. Người ta thương người ta cho tiền kìa. Nãy giờ thấy nội chuyện á, người ta ạ, ai biết phải ạ. Ví dụ như mà chị nghĩ tuổi thì chị đã già rồi, cháu thì càng ngày càng lớn. Chị có nghĩ thêm những điều gì xảy ra nữa không? Chị lo, chị sợ không? Sợ. Rất sợ đúng không? Sợ nó chứ mình săn sóc nó cũng hơn ta. Dạ đúng rồi. Thương, nó phải hơn. Dạ nhưng mà cháu này là cháu ruột của chị ha. Cháu ruột. À cháu cố ha. À. Con của thằng cháu ngoại. À coi như là chị nuôi cháu này được là 10 tháng rồi. Trước đây là cháu sống với mẹ. À mẹ bị bệnh, mẹ bị mổ, mẹ mất. Rồi là chị nuôi. Thì coi như là bà cháu sống bên đây vậy đó. Để muốn nhà trọ ở không? Chung với thằng trai. À ở chung trai. Con dâu nó giữ, tôi đi về trai ngoài, tôi kiếm tiền để mua sữa. Dạ, dạ. Chứ giờ cái nó không giữ nữa, cái nó mới nói là bây giờ nó kiếm chuyện làm nó không giữ nữa. Tôi nó chết rồi, nó không giữ nữa, nó không giữ nữa. Dạ. Tôi qua tôi nói chị, nhỏ. Bây giờ vậy nè. À, chị lại chỗ mà nó hàng á, cái chị hàng cái này làm cái bát dù á, cái làm cái u dù nhỏ nhỏ. À, tại vì không có đẩy nó đi. À không có đẩy đi. Để 3 ngày thì em nó nghỉ bán để giữ. Rồi tôi đi kiếm tiền mua sữa. Chị không đẩy đi đâu, bữa chị thấy đẩy đi nhõng bên xe mà. À không, ra bữa đó chú. À vậy ha. Đi. Trời ơi, tôi cưng dữ, mặt sáng trưng à ông nội ơi cái nè.
Rồi thương dữ à. Bây giờ cháu biết nói chưa? Chưa. Cháu chưa biết nói. Đúng ra là nó chắc chắn đi nó bước có 2 3 bước. Là cháu hôm nay được bao nhiêu tuổi hay? 15 tháng rồi. À mới có 15 tháng thôi là mất mẹ là buồn coi. Mất mẹ hồi 4 5 tháng. Rồi. Dạ.